số tiền này để con gửi cho dì nha. Dạ, đây là số tiền của Xanh là 4 triệu ha. Đây 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Còn đây là của cô Cẩm Hà và anh Phúc. Đã, tổng cộng là 3 triệu 6 trong này ha. Để con đếm cho dì ha. 1 triệu, 2 triệu, 5, 7, 9. Đây 1 triệu 6 nữa, là tại là 3 triệu 6 nha. Trong của bên đây còn là của ô kinh xanh chợ nè chú em mai u lại nhầm ôi cách ban tao bị tao ấy sọc sơ bại. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cha mẹ em, em có cảm ơn nhiều cho cha em được an nghỉ. Vĩnh miền Tây mến chào quý cô chú anh chị gần xa như là đang xem kênh của Vĩnh miền Tây nha. Thì hôm nay Vĩnh có đến như là gia đình của chú Đẹp, thì hôm nay cũng nhờ bà con Mạnh Thường Quân gửi một số tiền như là cô Cẩm Hà và anh Phúc và em Xanh cũng gửi, như là cô Cẩm Hà thì gửi được 100 đô, còn anh Phúc thì gửi được 50 đô, còn em Xanh cũng gửi đến như là 4 triệu đồng hết cả nhà. Thì tất cả thì mình cũng đã quy ra tiền Việt rồi, thì hôm nay mình đến để như là trao số tiền cho gia đình nhé cả nhà. Nào bây giờ chúng ta cùng đến gia đình để mình trao một số tiền nhé cả nhà ha. Thì giờ mời cả nhà mình cùng bước chân theo Vĩnh miền Tây đến gia đình nha. Nào bây giờ chúng ta cùng đến nhà chú ha cả nhà. Bây giờ thì mình thì cũng như là hôm qua cũng đến để chia sẻ về hoàn cảnh của chú rồi, thì hôm nay thì nhờ anh em Mạnh Thường Quân đến để như là gửi số tiền để cho mình đến để trao số tiền này cho gia đình của chú Đẹp nha cả nhà. À, bây giờ chúng ta cùng đến như là trao một số tiền nha cả nhà ha. Dạ, con chào gì ạ? Bà con đến để như là quét, như là bà con đến cúng chú cũng rất đông ha cả nhà, thì cũng đến để chia buồn cùng gia đình ha. Thì chú thì đây là từ trần lúc 14 giờ ngày 29 tháng 8 2023 năm ngày 14 tháng 7 Quý Mão ha, thường là được 73 tuổi đó. Thì như là thì chú thì chú cũng là thọ được 73 tuổi nha cả nhà. Đây, thì sau đó cũng được đưa đi hỏa táng tại chùa Ông Kho nha các bạn ha. Đây thì ở trong đây thì con của chú là anh Bình, như hôm qua mình có chia sẻ cho cả nhà mình xem rồi ha cả nhà ha. Thì đây thì vợ của chú thì cũng là tai biến cũng mấy năm trời ha cả nhà. Đấy, không đi được ha cả nhà, đi phải như là có cây để chống gậy ha.
Còn đây cũng là con của chú nha cả nhà. Thì hôm qua mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình xem rồi. Thì hoàn cảnh của chú cũng khó khăn hết cả nhà. Mới vừa rồi thì anh áo đỏ này thì mới qua từ đằng trước qua ngồi ha cả nhà. Thì cũng như là không biết gì ha. Tại vì là hôm qua mình có chia sẻ cho cả nhà mình biết rồi về hoàn cảnh của hai anh thì như là không giống như là bao người khác ở cái nhà đó. Thì như là nói là tâm thần đi cho anh em và con của bác cũng dễ hiểu hơn. Thì đó, thì cho nên thì gia đình cũng rất là khó khăn đó. Còn anh Bình á, thì người trụ cột cũng như là trong gia đình để lo được hậu sự cho chú. Thì con gì thì bị tai biến ha cả nhà, để ngồi một chỗ như thế này ha cả nhà ha. Đây thì mình không có gì hơn ngoài chúc cho sức khỏe cả nhà mình và luôn luôn hạnh phúc trong gia đình nha. Thì mình cũng không có gì hơn ngoài kính chúc cả nhà mình xem video một ngày mới để tốt lành nha. Thì sau khi mình kết video, mình sẽ quay một đoạn tí xíu cho cả nhà mình xem như là hoàn cảnh của gia đình như thế nào nha. Đó, cả nhà. Thì bây giờ thì mình sẽ gặp gỡ chú cùng đây là cùng chung xóm ha cả nhà. Thì chú cũng đến như là cùng chia buồn nha. Thì bây giờ chúng ta mình giờ mình chia sẻ cùng chú tí xíu nha. Dạ con chào chú ạ. Đó, tôi giờ nói giờ như là anh Kinh Dương Tú bây giờ đến đây rất là ủng hộ nhiệt tình đến hoàn cảnh gia đình Châu Đạt này. Dạ. Tôi thì người ở ngoài thì bữa nay tôi tham gia bên đám tang của Châu Văn Đạt. Nhưng mà thấy hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, hai vợ chồng. Bây giờ chồng mất, vợ thì coi như là tai biến. Còn hai đứa con thì đã tâm thần, rất là thương tiếc trong hoàn cảnh gia đình này. Tôi muốn cộng đồng để mà quan tâm, giúp đỡ và các mạnh thường quân gắn giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình này để vượt qua khó khăn đi. Tôi rất là cảm ơn. Dạ thì con cảm ơn nhiều nha chú. Thì hôm nay con như là sẵn tiện như vậy thì con như là chia sẻ cho chú nghe cùng bà con làng xóm nha. Thì cũng nhờ sự giúp đỡ của mình thần quân gọi đến một số tiền thì tí xíu này con sẽ trao cho dì ấy ha. Đó, thì trao cho gia đình ha. Thì con cảm ơn nhiều nha chú. Lúc đây chú mới khinh lưng ấy. Lúc đây chú cọp nó không biết mới. Chú biết. Rồi bây giờ mình gặp con gái của chú nha. Đến chào chị ạ. Bây giờ như là đám của chú chừng nào mình như là ngày thứ sáu, bữa nay thứ mấy nè? Bữa nay thứ tư à? Dạ. Thì là ngày thứ sáu sáng ngày mai mình đi như là đưa chú về hòa táng tại chùa Ông Kho hả? Dạ. Dạ thì chỉ là sáng ngày mai thì thứ năm ngày mốt ngày mốt thứ sáu. Dạ. Thì như là bây giờ thì cũng có bà con mạnh thường quân gửi một số tiền gửi trao cho gia đình nha. Dạ. Thì hôm nay cũng em đến để trao lại số tiền đó cho gia đình như làm hồ sơ cho chú. Dạ. Thì trong đó thì có em Xanh cũng gọi được 4 triệu đồng. Còn cô Cẩm Hà, mẹ của Bé Bì thì gọi được 100 đô. Thì trong đó có anh Phúc ở Mỹ cũng gọi được 50 đô. Thì trong đó thì cái số tiền của em Xanh đã quy ra sẵn rồi. Đó, còn 150 kia thì chưa có quy ra, nhưng mà em sẵn tiện em như là đổi rồi đó, đổi số tiền đó thì 100 đô được 2,4 triệu đó, và 50 đô kia thì được 1,2 triệu đó. Thì tổng cộng là cái số tiền đó là 7,6 triệu đó. Thì bây giờ thì em trao lại cho gia đình nha. Để làm hồ sơ với chú. Đó thì hôm nay thì
em cũng như là chia sẻ về hoàn cảnh như thế này cho bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước đã thấy là hoàn cảnh như thế này, thì cũng như là nên bà con cũng gửi đến một số tiền để như là làm hỗ trợ cho chú nha. Và bây giờ thì em trao lại số tiền cho dì ha. Thôi bây giờ mình sẵn tiện gì rồi mình trò chuyện cùng dì tí xíu nha. Dạ con chào dì ạ. Không sao, tại vì là biết sao thì cũng có Mạnh Thường Quân gửi số tiền để như là làm hồ sơ cho chú đó, trong khi đó có xanh, có em xanh á thì gửi được 4 triệu đồng, còn mẹ của bà Bì tức là cô Cẩm Hà gửi được 100 đô, còn anh Phúc thì gửi được 50 đô, thì trong khi đó con đã quy ra tiền Việt sẵn hết rồi ha, để tổng cộng là cái số tiền đó là 7.6 triệu đó, thì bây giờ thì con sẽ trao số tiền đó để cho dì làm hồ sơ cho chú nha, như là trả cái tiền hàng, tiền gương gì đó, rồi tiền mai táng gì đó, con thì con không biết được ha. Dạ, thì cái số tiền này thì con sẽ gửi đến dì nha. Dạ, đây là số tiền của xanh là 4 triệu ha. Đây 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Còn đây là của cô Cẩm Hà và anh Phúc, là tổng cộng là 3 triệu 6 trong này ha. Để con đếm cho dì ha. 1 triệu, 2 triệu, 5, 7, 9. Đây 1 triệu 6 nữa, là thế thầy là 3 triệu 6 nha. Trong của bên đây, còn của em xanh là 4 triệu. À, bây giờ dì có lời nào mà chúc? Dạ, thì dì có lời nào chúc cho Mạnh Thường Quân và cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân nha. Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Dạ, dạ, bánh khuyên vậy đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Thôi dạ, cả nhà ơi, thì dì thì dì cũng không cần tiếng Việt hết cả nhà. Thì bây giờ cả nhà xem xong nhớ thông cảm cho dì nha. Thì bây giờ mình cho con gái của dì để thay lời cảm ơn nha. Thì mới vừa rồi nha, thì dì như là dì không biết tiếng Việt hết cả nhà. Thì hôm nay thì giờ cho con gái của dì thay thế như là thay thế cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Ô kinh xanh chở nè chú em mai u lệnh nhầm ô cách ban tàu bị tôi sọc sơ bại. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cha mẹ em. Em có cảm ơn nhiều cho cha em được an nghỉ. Đây thì anh thì cũng là thứ ba trong gia đình ha cả nhà. Thì như là hôm qua mình đã có chia sẻ cho cả nhà mình xem rồi. Thì còn mình đây thì con gái thì cũng như là có gia đình rồi. Thì có con nhỏ thì nên là khó săn sóc cho chú. Còn như là trụ cột cứng thì anh Bình ở trong nhà ha cả nhà ha. Đó, thì anh Bình như là anh Bình cũng có chia sẻ cho như là cả nhà mình biết về hoàn cảnh của chú như thế nào rồi. Đây bây giờ thì mình sẽ quay càng cảnh như là quan khách đến như là chung chia buồn ha. Đây gia đình khó khăn thì thậm chí thì gặp được thuê được có 2 căn này, từng này hết cả nhà. Thì trong lúc khách đến thì ngồi ngoài nữa cả nhà ha. Thôi giờ video mình không có gì hơn thì Vĩnh cũng xin clip video tại đây nha.
Thì chúc cả nhà mình một ngày mới tốt lành, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài nha. Thì Vĩnh xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha cả nhà ha. Đấy, có khi là ngày mai mình có thời gian mình đến xem, mình chia sẻ về như là khách đến chia buồn ha. Bây giờ mình xin khép video tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại nha.